Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình theo chân anh Kiệt, anh Sang với anh Trường đến xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang quay các anh cưa cái lóng mít để đóng bàn đóng ghế hay là bà con mình làm lục bình. Xin mời cả nhà cùng theo dõi các anh sẽ cưa những cái lóng mít này như thế nào nha. Kia đi. Để cái lóng lên để xẻ ra. Dạo này kênh ế ẩm á cả nhà nhé, ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Cố lên các anh em ơi. Rồi. 2 3. 1 2 3. Cái thước à, đứng tới trong lạnh dòm. Đâu phải của mình lo chi ha. Thân gồm mà bỡ nguyên gốc. Nữa chưa? Không. Mắc cái nạn dưới rồi, mắc cái nhánh dưới rồi qua. Cái tên
quá vậy, nhấp hai bên đây cũng được.
biết quá ha, cái lóng này nó suông mà nó bị hư nè cả nhà. Thì anh Trường ảnh là cưa. Giờ khuôn mặt hơi buồn cả nhà. Khuôn mặt đầy thất vọng. Hư rồi, chết rồi. Sao không đưa lóng đó xuống đi. Cắt mắt bỏ lại cơ. Lấy xe ra, lấy xe đi. Khỏi nó vòng bên cửa bà ra luôn rồi mọi người. Nó bị di chuyển ra ngoài. Mở hai cánh cửa ra chứ sao? Để mở cho mở ra hai cánh. Thì ghê là né đinh. À, anh Sang là người chở ra nè. Anh Sang cũng dự đoán là mình là người di chuyển nè. Rồi mở cửa. Di chuyển ra ngoài. Để cho ông Danh đi. Đợi chậm xíu. Ông Danh ha, cái lần bị Sang cho nó rộng.
này nó cũng hư rồi, còn lại khúc này nó cũng bị trên đầu á. Thôi Phan dựng xe đi, sẵn rồi kéo phụ tung tay qua đây luôn đi. Không, không được. Rồi, vì có cái bản mặt của anh. Rồi. Hay lắm. Rồi mình sẽ đi đâu về đâu cả nha. Sao móc gì kỳ vậy ông nội, xong rồi. Cũng đã hoàn thành xong những cái lóng mít nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo. Đây, cô nhớ ơi. Tiếp tục hành trình.